Hạ Lũ Hà Lu xin chào mọi người, lại là tôi đây PC, Sắc MC. Đây sẽ là CG mới nha. CG được mang tên là Sinh Tồn Mới. Và giờ vào video thôi, let's go. Giờ lướt đổ cái đã. Chỉnh sửa chút xíu. Thì tập hôm nay mình sẽ đi tìm chỗ ở trước nhà. Kiếm chỗ đào đó đào xíu đá. Giờ đi chế dụng cụ. Đào đá để chế lò đung. Thì mình nghỉ ban cơ rát cũng khá lâu nên giờ thao tác của mình không được mượt cho lắm nên anh em thông cảm. Giờ bắt đầu đi tìm chỗ ở thôi. Giờ đi chặt xíu gỗ. Giờ đi tìm thôi. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Anh em nhớ ủng hộ PC, Sắc MC bằng cách nhấn ý, like và sắp nhà. Thì mình sẽ không cài xe đơn nha vì cài nó sẽ lắc lắm. Lụa mía. Chỗ này cũng khá đẹp nè. Chỗ này hợp lý. Giờ phá đám cây này để tập sao xây nhà.
giờ chưa cần tìm khoản sản vội, giờ có chỗ ở trước cái đã. Thì cái mắt cũ mít còn chơi giờ mắt đó xịn lắm thôi, nhưng nó cũng khác nữa nên biết cũng quá tiêu rồi. Thì CG này mình sẽ xây dựng những cộng ở chỉnh nha. Lâu quá không chơi nên không có quen tay. Thì anh em có muốn hỏi mình cái gì thì cứ hỏi nha, mình sẽ lọc ra. Hai bạn để mình trả lời nha, nhanh tay nhanh chân nha, chỉ lọc ra chỉ có hai người. Các bạn đủ bản lĩnh hỏi thì mình sẽ tiếp nhận và trả lời. Ai không được mình trả lời thì cũng đừng buồn nha. Giờ dọn dẹp chỗ này thôi. Giờ chế thêm đuốc và rìu. Hôm nay tâm trạng mình không được vui cho lắm. Thì sắp vào mùa đi học nhưng mình không đi học. Đố anh em biết tại sao mình lại không đi học nè, ai trả lời đúng mình sẽ cho lên tí 6. Giờ cấm đuốc cho nó sáng. Thì video mình sẽ không làm dài nha, vì làm dài mình rất làm biến edit. Vậy nha. Nhạc chill quá. Mình đang edit mà nghe nhạc này buồn ngủ thiệt. Giờ là 22:15 rồi. Chắc tới sáng mình mới đăng video quá. Giờ chắc phá một ông vùng đất đi, mà chắc mình sẽ xây nhà nho nhỏ thôi. Nào có đủ nguyên liệu mình sẽ xây nhà bự. Giờ chế sàng. Nào thôi. Yeah, yeah, and I've been a hero, helpless, I'm in hell. And I've cried up and down in these hallways, blame myself. Bad luck, I don't wanna be. Xong rồi. Thôi tập 1 dài tới đây thôi nha. Hẹn gặp lại anh em. Tập 2 mình sẽ xây nhà nha. Bái tái sờ tay mọi người.